Cancelo, thời đỉnh cao của Ronaldo đã qua. Hậu vệ João Cancelo thừa nhận Cristiano Ronaldo thời điểm này không còn là ngôi sao không thể thay thế ở tuyển Bồ Đào Nha. Trả lời phỏng vấn RTP, Cancelo cho hay anh ấy là một cầu thủ quan trọng và trải qua 15 năm cạnh tranh với Messi cho danh hiệu quả bóng vàng. Nhưng đỉnh cao trong sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá là ở độ tuổi từ 25 đến 32. Anh ấy là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi, nhưng đội tuyển quốc gia không hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy. Ronaldo có thể đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn đóng vai trò đầu tàu của Bồ Đào Nha tại Euro 2024, Goal viết. Tiền đạo Anas vượt qua cả Harry Kane và Kylian Mbappe để trở thành vua phá lưới vòng loại với 10 bàn. Anh giúp đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez trở thành đội bóng duy nhất đạt thành tích thắng 100% ở vòng loại. Ronaldo mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 39 vào tháng 2 vừa qua. Anh kết thúc năm 2023 với tư cách là cầu thủ ghi bàn số 1 thế giới với 54 pha lập công ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Ngoài Ronaldo, trong tay huấn luyện viên Martinez còn có nhiều lựa chọn chất lượng khác trên hàng tấn công, bao gồm Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, João Felix, Bernardo Silva và Rafael Leao. Ronaldo và Cancelo nằm trong số những cầu thủ Bồ Đào Nha được nghỉ ngơi cho trận giao hữu gặp Thụy Điển vào ngày 22 tháng 3. Cặp đôi này sẽ trở lại trong trận đấu tiếp theo với Slovenia vào ngày 27 tháng 3.